Xin chào các bạn, hôm nay là bạn Mập review biển Vũng Tàu nha các bạn. Lần thứ mấy bạn Mập đi đi biển rồi ông Mập? Đây là lần thứ hai anh em. Lần thứ hai. Thôi, số biển là anh em có biết ai nữa nha. Không quen. Thôi mày đi ra, từ tao tao đi trước. Mày đừng đi chung từ tao. Chị ơi. Chị đi tao thôi, chị đi tao. Có dép không chị? Thiếu hai đôi. Dép gửi. Phá phòng mình nha. Ai, nãy là dép. Ủa Mập có dép hả? Đẹp thay rồi. Review đôi dép. 2 tỷ. 2 tỷ Bùi Văn Ba. Thôi quá, em quên mang kem đánh răng. Ui. Bữa qua nghe anh tính nói. Ở trong khách sạn có tớ. Đâu đây các bạn đâu? Có. 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 Ấy vậy anh em ơi, gái. Má qua biển gần rồi, em tắm thì phí quá. Em không tắm phí quá. Tao đang clear, tao đang clear. Đi đi ra chơi giấc anh Liêm ơi. Đeo đôi dép ở đây ơi, theo mắt chết. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Bơi đi Mập ơi, bơi đi Mập ơi. Bơi đi Mập ơi. Bơi đi Mập ơi. Lên Liêm ơi. Câu gì nghe hay đi Mập. Đây, bây giờ tôi yêu muốn rồi. Lên em, chuẩn bị anh em mình đi quẩy nè. Tối nay mình ăn món gì nè? Tối nay mình bút cái lẩu nhẹ nè. Xin lỗi mọi người nha. Tối nay sao? Nắm tỉ chứ sao nè. Tối nay yêu chứ sao? Lụm
mình đó Mập. Yên tâm anh em, tay lá cứng, tay lá lụa. Sắp tới nha mọi người, mọi người kẹt xe. Từ nhau mới tới đi. Cái đuối mọi người ơi. Được quá quá thôi. Đổi sứa nha bạn. Lẩu cá đúng. Ăn nha, không lá ăn mặt nè, lá tỏ. Cho tới cảm xúc coi. Món này sao nè? Quá anh em ơi. Gọi gọi dứa, gọi dứa sao nè, gọi dứa sao? Gọi dứa ăn nãy giờ tôi cảm thấy hứng trong người đó. Giờ hứng rồi, tối nay sao nè? Tối nay là gì? Tối nay chứ sao nè? Năm sĩ luôn á, năm sĩ ha. Nay hôm nay giờ mình cấp bún rồi, chuẩn bị ăn lẩu cá đuối nè anh em ơi. Rồi mình ăn hết bún nha. Lẩu cá đuối đâu, vớt cá đuối lên cho coi coi. Vớt con cá đuối. Đó, cá đuối nhìn giống giống cá hú vậy. Nói cái gì nữa. Đó, còn đó cá đuối, con này cá đuối nè. Đó, cá đuối nè em. Hồi nãy luôn anh em ơi, gấp miếng cá chấm miếng mắm, gấp miếng ớt coi. Đó. Kiều Nam chuẩn bị lên coi vô YouTube nha. Tay xe tan ba người rồi. Rồi, câu này quen vãi rồi. Vinmart. Rồi ok anh em, tụi mình mới ăn lẩu xong nha anh em. Giờ đi ra review mấy cái kem khói với lại kem chỉ nha anh em. À, thứ quan trọng của tôi là đi tìm gái nha anh em. À. nơi đông vui tấp nập của giới trẻ nè. Đâu rồi? Chúng ta lại lạc mất nhau rồi. Ngoài. Tưởng xe nãy chạy ra ngoài, đéo chạy ra ngoài. Anh bún trái rồi. Sao vậy? Con ông cháu cha hả? Năm sau nó gọi mày đi tới bây giờ nè mà sợ sợ. Ủa cái thác. Đi lên nữa, đi lên. Lên trên nhá. Thank you.
Ô tính ra trên đây em mình lên phòng đây nè. Khá là hồ lên. Có nhiều hồ quá, không biết chỗ hồ nào luôn mày ơi. Quá trời. Mình đi lên cao. Có mà. Nước à. Nghe. Chicken, chicken. À quên cái ngồi đây miếng đi, mệt quá. Gì miếng này đi đi. Rác khá là nhiều anh em. Rác quá luôn. Hồ bốn hết trên này nữa hả? Cái gì? Cái hồ bốn hả? Hồ hai. Bốn nè. Không đi lò hai. Cái đầu mà. Hai. Đâu chưa? Thác anh em, thác anh em. Tới thác anh em. Đấy. Suối anh em. Đây. Chặn lại. Đó là người ta tự chặn. Cái kè đó là người dân người ta tự chặn lại rồi làm thành một cái hồ. Thì đi lên nữa có cái hồ trên kia nó sẽ sạch hơn vì nước ở trên nó chảy xuống này tắm, nói chung là nước rất xanh đó các bạn, rất xanh luôn, đúng như trên hình đây. Đây đi như hai quay, đi như hai quay, bởi vì đẹp luôn rồi. Lên nè anh em. Cho đây là mình lên đầu nguồn bơi nha anh em. Mình gần mặc lên tới mình, hồ mặc dù mình mệt chết tắm mẹ mồ hôi mình đổ như chó vậy. Mình vẫn lên anh em ơi. Gì? Lát hơi gì? Mập cái dặm số không nổi luôn. Cái này người ta chặn lại. Người ta chặn lại một khúc. Nghỉ miếng đi, mệt lắm rồi. Mập muốn chinh phục không? Mập muốn chinh phục Hồ Năm không? Hồ Năm là sao? Là chảnh. Có đầu có thác chả xuống không? Có. Càng lên cao. Qua coi cái hồ coi nó làm sao. Cá là xịn xò. Có hẳn một cái quán cho bạn nào muốn ăn gì mua ăn. Mà mình không biết là đồ ăn có phong phú không thôi.
trên kia đi lên một cái hồ nữa.